Em chào anh chị. Dạ chào. Dạ. Hôm nay em đi làm chị. Dạ, bữa nay bệnh như này. Dạ, anh cũng vậy anh à. Dạ. Anh có chị, ngày nay anh có đi làm không? Nói là sẽ vừa bệnh phải. Dạ. Được rồi chị. Dạ dạ. Anh chị là vợ chồng mà. Dạ vợ chồng. Dạ, mình quê ở đâu chị? Em thì quê ở dưới Long Điền. Dạ. Yeah. Còn anh thì quê Nha Trang. Dạ. Anh chị là bao năm nay bao nhiêu tuổi ha? Dạ, anh sinh năm 80. Dạ. Chị tên gì chị? Em tên Thông. Dạ, anh tên gì chị? Anh tên Quốc. Dạ. Thì hôm nay em cũng đến cùng chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị. Nói chung là chồng em thì ảnh hồi xưa ảnh anh sáng anh cũng đi làm rồi mà anh bị tai nạn xe cộ nên bây giờ anh bị mù luôn, thì anh nhờ cũng có nghề nghiệp thì anh cũng đi làm cái nghề này, mấy anh đã hiểu rồi. Yeah. Còn em thì cũng đi hát. Yeah. Thì mượn lời ca đi hát thì ai thương thì giúp gì thôi. Rồi chị là bị từ nhỏ hay là em mới? Thì bị từ nhỏ, bị lúc 3 tuổi. Yeah. Còn anh thì mới bị 6 năm nay. Yeah. Là lúc trước là mình làm nghề gì anh? Và cơ khí hả? Dạ. Thì trong hoàn cảnh như thế nào là mình bị như vậy anh? Bữa đó đi làm á, làm bị người ta nó mang cho nó chạy. Dạ. Bỏ luôn anh hả? Bỏ chạy. Dạ. Rồi mình có tìm được người đó không anh? Dạ. Bỏ chạy luôn hả? Đó hồi đó là dưới quê hả anh hả? Dạ. Anh ở Khánh Hòa, là ở miền nào ạ? Ở Quảng Ninh. Quảng Ninh hả? Dạ. Giờ mình vô đây lâu chưa anh? Vô hồi tháng 8 năm rồi. Dạ. Rồi lúc trước mình vô đây mình ở đây luôn hay là mình ở đâu rồi mình lại đây? Cái nhà trọ, cái phòng này là của cái hai chồng cái anh nãy á. Dạ. Do hai chồng em mướn trọ chưa có, anh nó cho tạm mấy cái đồ đạc anh định để nhá. Dạ. Tụi em chỉ có quần áo với mấy cái lò thì hát. Dạ. Như vậy anh chị vậy rồi thì sáng thì ai chở anh chị đi sao? Dạ thì anh đang chạy xe ôm luôn. Anh sáng chở ra đi rồi trưa anh rước về á. Dạ. Rồi mình có con cái gì không chị? Dạ chưa, chồng em chưa có con. Chưa có con hả chị? Dạ. Rồi còn ở dưới quê rồi còn cha mẹ không chị? Ba em thì mất rồi. Yeah. Còn mẹ già thì 6 mấy tuổi. Yeah. Còn ba ảnh thì cũng mất luôn, mẹ già cũng 6 mấy tuổi. Dạ. Thì con mình bị về ở bà nội không? Dạ. Ở nằm chỗ. Bà nội thì cũng 9 mấy tuổi nằm chỗ. Dạ. Rồi cái phòng này là mình mới ở nhờ hả chị? Dạ ở nhờ. Mấy đồ đạc này của anh hồi nãy á. Dạ. Em thì ở nhờ. Dạ. Rồi chị đi hát những cái đồ nghề này là của chị hả? Dạ mấy cái lo này là của em thôi. Dạ chị đi hát ở khu vực nào chị? Dạ nói chung là đi hát mấy cái xí nghiệp. Dạ. Công nhân người ta vô á. Dạ. Công nhân vô á thì em dừng nghỉ. Dạ. Rồi anh rồi đi đâu nữa không? Anh ngồi chỗ đó rồi có đi đâu nữa không? Thì dạ, mai một địa điểm đó hả? Ngồi chỗ kia vậy. Dạ. Thì đó. Có bữa thì anh nghỉ, anh đi ít hơn. Dạ. Yeah. Rồi mình đi rồi ăn uống là mình tự nấu hay là sao? Dạ ăn uống thì tụi em tự nấu. Dạ. Yeah. Tự nấu rồi điện đài rồi nó có nguy hiểm không chị? Dạ cũng được rồi, cắm em chỉ có nồi cơm điện. Dạ. Mấy cái nồi nó ăn biết nhỏ. Rồi nó trong cái vấn đề mình sinh hoạt nó có khó khăn gì không chị? Trong thì không thấy đường, hai chồng cái đường cũng khó khăn mà điều mình cũng ráng. Yeah. Khắc phục vượt qua chứ giờ ai đâu làm. Thì có cái coi vợ của anh nãy lâu lâu ví dụ như làm gì cũng chạy qua nhà lại giúp giùm. Dạ. Yeah. Rồi mình mới vô đây hôm Tết là mình chưa ở thành phố hả chị? Dạ hôm nay vô hôm tháng 8 em ở đây em tới tới giờ. Dạ yeah. Hôm Tết giờ Tết là mình không về quê chị? Dạ Tết có tiền không về quê luôn. Dạ. Yeah. Chị là quê miền Tây.
Dạ không, em qua Vũng Tàu. À Vũng Tàu, anh là Bình Thuận. Khánh Hòa. À Khánh Hòa. Yeah. Rồi mình ở đây là mình có điện đài gì không, hay là mình ở cái phòng này là cho điện đài rồi chị? Dạ không, em đóng tiền điện, tiền nước chứ. Dạ. Là cái phòng này là ảnh cho ở nhờ đây. Dạ. Dạ. Anh đó là chủ nhà hả chị? Dạ không, anh đó ảnh cũng ở trọ, nhưng mà cái phòng này ảnh thuê cho em gái em ở. Dạ. Rồi bây giờ em gái anh đi về quê, đồ đạc để đây nên anh cho ở nhờ. Dạ. Nói chung ở nhờ thì anh để đồ cho mình cũng phụ đóng tiền phòng với anh. Dù như triệu rưỡi ảnh mình phụ ở 500 với tiền điện nữa là cũng gần triệu. Dạ. Hồi nãy là chị nói anh chị là ở với nhau bao nhiêu năm quê rồi? Dạ, em mới ở sống nhau gần 2 năm rồi chị ạ. À mới sống nhau 2 năm rồi. Dạ. Thế lúc trước chị còn có gia đình rồi chứ? Dạ, nói chung em cũng có gia đình mà chồng em vừa bé bỏ em, gặp anh này hoàn cảnh anh bị vậy là nên tụi em cũng ráp vô sống nha. Dạ. Anh lúc trước rồi mình bị ở dưới quê rồi còn có đi chạy chữa đó không anh? Thì chị là không có tiền chữa để gì luôn. Dạ. Nói chung là mắt anh bể hết luôn rồi, bể nhãn cầu rồi đâu chị luôn. Dạ. Nhãn cầu thì nhãn cầu hết. Là hai con luôn hả? Hai con, bên này bữa, bên này nó chậm. Dạ. Rồi lúc đó là mình đi làm về là xe nó đụng là không biết ai luôn hả chị? Không biết, đi trên đường bộ chạy đổ. Đi làm cho ta về tối quá là bị đi mà. Dạ. Chạy nó tung, nó bỏ chị. Dạ. Anh nằm bất tỉnh, tưởng là chết, nằm mấy tháng bệnh viện. Yeah. Anh nằm cũng 3-4 tháng ở bệnh viện mới sống, tưởng là chết. Như anh chị vô đây sao quen được anh nhà trọ đây cho ở đây nè? Nói chung hồi đó em mới vô thì anh này thì em cũng lúc trước mà em chưa gặp anh này thì em cũng có quay đi bán với anh này. Anh này chở đây đi bán chí số rồi. Nên là sau này em quay em bán số rồi mất hoài. Dạ. Yeah. Nên em không bán nữa. Dạ. Yeah. Em gặp anh này em mới dắt anh này vô đây ở. Dạ. Yeah. Thì em cũng biết hai chồng anh này lâu rồi. Phải bao yeah. năm nay. Như chị bán khu vực khu công nghiệp là ở khu vực nào chị? Em bán nói chung chỗ đủ chỗ Tân Tạo rồi, nói chung chỗ này không kia đủ hết. Mà ví dụ bán hết á. Rồi bán mình bán xí nghiệp thì chưa hết nên mình đi bán quay phát. Dạ. Yeah. Dạ buổi tối anh chị có đi không hay đi ban ngày? Dạ không, đi ban ngày. Là mình đi tối mình về mình nghỉ hả chị? Dạ buổi sáng có khi đi có khi thì nghỉ. Dạ. Như một ngày em ở thì như một ngày vậy mình anh chị thu nhập ổn định không chị? Ngày hai thì chồng em kiếm 200-300 nghìn. Dạ. Nói chung là có bữa có bữa không. Dạ đúng rồi. Dạ. Như ảnh đó thì không có ai chở tại vì anh thì cũng có mối xe hơn nhiều á. Bữa nào anh rảnh thì anh chở đi dòm ra đèn đỏ đó. Dạ. Kiếm tiền anh kiếm 150-200 mấy. Dạ. Rồi bữa nào mà ảnh cái mối đông thì anh cũng đâu có chở được anh ở nhà không. Dạ. Nhưng cũng có mình em đi. Dạ. Nên hai chồng cũng đủ. Chung có khi cũng thấy phụ gái. Anh với chị chưa có người con nào hết trơn hả? Dạ. Dạ. Rồi mình vô đây tình cờ mình gặp nhau vậy rồi hay là quen lên lâu rồi chị? Dạ em có bạn ở ngoài đó, ngoài Nha Trang á. Dạ. Thì hồi đó anh cũng vô hội người mù ngoài đó, nên em về ngoài đó vô hội người mù gặp anh. Dạ. Rồi nói chuyện rồi làm quen. Dạ. Rồi quen biết nhau từ trong hội. Dạ. Lúc trước mình ở dưới quê mình làm cái gì anh? Lúc trước mà mình ở dưới quê mình làm gì? Sau khi tai nạn là mình làm cái nghề gì anh? Chưa bị, bị rồi. Dạ, ở trong hội người mù. Làm tăm làm chổi. Dạ.
vô năm nó ở làm đám làm chỗ làm chỗ rồi sau này rồi mới vào thành phố. Dạ, sau này gặp em anh có đi chơi. Dạ. Hồi đó là anh ở Bình Thuận là anh vô Nha Trang anh mới gặp chứ. Ở Khánh Hòa. Anh ở Nha Trang. Dạ. Em của yeah. Em ra ngoài đó mày gặp. Dạ. Chứ ở đâu đi được đây. Dạ. Bên này cái đó cũng là cái duyên. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi anh với chị ăn tối chưa? Dạ chưa. Dạ. Yeah. Hôm nay đi làm về sớm không chị? Dạ em đi có buổi sáng buổi chiều không ở đây. Dạ. Yeah. Anh cũng về anh hả? Dạ. Ở đây còn có cái phần thì em cũng xin hỏi là chị hay lên bán ở khu vực nào chị? Dạ nói chung em đi đông ở đâu em đi xí nghiệp về Tân Tạo có. Dạ. Yeah. Anh Sương đâu có, nói chung chỗ nào xí nghiệp thì em đi, chỗ nào cũng đi. Còn anh là hay ngồi cái khu vực nào anh? Anh đưa ngồi cái chỗ mà bữa anh gặp. Dạ, anh nói cái địa điểm rồi, bằng em chia sẻ rồi người ta có xem được cái clip này thì... Chỗ đó, chỗ này. Bữa anh gặp anh ở đâu vậy, buổi chiều hoặc buổi sáng? Bữa anh ngày năm. Ngày năm gì anh? Lê Văn Khương với... Anh ngồi trên ngã năm mà em muốn biết Đăng là cái đường. Dạ. Ở đó là Lê Văn Khương với Đặng Thúc Bình. Dạ, em không biết có chỗ nào. Dạ thôi em cũng xin chào anh chị nha. Chúc anh chị mạnh khỏe nha. Dạ, thì em cũng chia sẻ lên để nếu có cái duyên lành thì mọi người sẽ biết tới anh chị và sẽ giúp anh chị nhiều hơn. Dạ. Rồi, em cũng cảm ơn mấy anh chị cũng có lòng tới đây giúp đỡ cho tụi em thì cảm ơn. Dạ. Thôi anh chị cố gắng thôi. Trước thế thì cái sinh hoạt của mình thì gặp cái hoàn cảnh mà. Dạ thôi hôm nay em cũng tới em chia sẻ cái hoàn cảnh của anh với chị. Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Thì mình hiện giờ mình đang ở Thới Tâm Thôn, huyện Hóc Môn các bạn. Thì hôm nay mình đi tới thăm hoàn cảnh của hai anh chị bị khiếm thị khá nè. Thì anh thì quê ở Khánh Hòa, còn chị là quê ở Nha Trang các bạn. Thì hôm mình cũng tình cờ được gặp anh chị trên đường, thì hôm nay mình tới đây để chia sẻ lại cho quý anh chị. Thì hoàn cảnh của anh với chị, thì anh thì lúc trước đi làm nghề thì đi về trên đường không ai gặp tai nạn chấn thương, thì hai con mắt là bị mù các bạn, đầu thì bị chấn thương. Thì trong lúc đó thì mà người gây tai nạn thì cũng bỏ đi thì không có ai để nuôi tiền thuốc đó các bạn đó. Thì anh giờ hai con mắt thì mù đó. Còn chị thì cũng vậy các bạn, thì hai con mắt còn bị mù, thì hai anh chị vào thành phố để làm cái nghề gọi là thì mình nói vậy rồi mọi người cũng biết rồi đó. Thì hôm nay mình tới đây mình chia sẻ hoàn cảnh của anh với chị thì cho quý anh chị, thì mình cũng mọi người ai có xem được cái clip này thì có thể chia sẻ phần nhỏ nào đó cho anh với chị nha. Đó thì giờ cũng tối rồi, khuya rồi các bạn, thì mình cũng tới đây cũng tầm này cũng 8 giờ tối rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Xin chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ nha.